Lê Lam Trùm Giang Hồ Trộm thủ lợn đêm 30 Tết 300 bù trộm Một con số quá ấn tượng Với một cậu bé vừa bước qua tuổi 14 Đây cũng chính là nét khắc họa Chân thực nhất về Lê Lam Tướng cướp một thời ngang dọc Gây chiến với Giang Hồ bản địa Và đốt phá trại tị nạn vượt ngục Giờ tướng cướp Lê Lam đã rửa tay gác kiếm và bắt đầu trả nợ đời mỗi ngày lê lam tự ăn chay niệm phật tìm đến các mảnh đời bất hạnh gia cảnh cô đơn nghèo khó quyên góp tiền ủng hộ giúp đỡ họ ước mơ lớn nhất của đời tôi là cuối đời mong mình sẽ được thanh thản những năm tháng ngang dọc trong xã hội có hối hận đến bao nhiêu cũng không đủ để tôi có thể trả nợ hết được với những người dân mà mình đã ra tay hành xử tàn độc Giang hồ tử thủa vắt mũi chưa sạch Lê Lam sinh năm 1964 Sinh ra và lớn lên ở vùng biển nghèo Ở thôn Lam Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Khi lớn lên bỏ giờ học giữa chừng Lam ở nhà phụ giúp cha mẹ Cũng chính từ đây Hắn bắt đầu nổi danh khắp đầu thôn cuối xóm Bởi nhiều phi vụ trộm cắp Thời ấy dân làng Mỗi khi nhắc đến cái thằng Lam cổ nhách đều phải e dè và không ngừng chửi rùa thận tệ bởi trong mắt dân làng trại lê lam dường như là một tên quái thai thì đúng hơn dáng người nhỏ con như được cái trời phú cho hắn độ lì lợm liều lĩnh thì đám bạn chăn bò hơn tuổi không thằng nào đỏ lại được nhà bốn nghèo cha mẹ chạy ăn từng bữa nhưng hắn thì không bao giờ phải lo đến cái bụng của mình mỗi khi đói khát lam cầm đầu nhóm bạn cùng thôn ra đồng đào trộm tất cả những thứ gì do dân làng trồng như khoai sắn ngô để lấp đầy cái bụng nếu bị ai đó phát hiện đuổi đánh hoặc đến nhà phản ánh với cha mẹ thì lập tức hôm sau diện tích hoa màu của chủ nhân bị lam và đám choai choai rình mò đêm xuống kéo nhau ra phá hoại vì thế dân làng đều nuốt hận cố nhắm mắt bỏ qua không dám đụng đến tổ kiến do làm cầm đầu lớn hơn chút nữa lam chuyển sang kế hoạch ăn trộm gà vịt tổ chức cùng đám bạn chè chén nhiều gia đình đứng ngồi không yên đêm xuống nhà nào cũng đóng cửa cài then thật chặt tất cả gia cầm chăn nuôi đều được cất giấu cẩn thận vậy nhưng dù cảnh gia đến cao độ thì lê lam vẫn chỉ đạo đàn em tìm mọi cách chui rúc luồn lách và thực hiện được rất nhiều vụ trộm táo bạo. Đặc biệt, hắn đã biết nghĩ đến phương thức ăn trộm vật gì có giá trị hơn để đem bán có tiền tiêu xài. Ngoảnh đi ngoảnh lại, hắn cũng chỉ thấy có dầu, lưới và đầu máy tàu thuyền là có giá trị nhất nên bàn tính với cả bọn chuyển nghề. Với độ danh mảnh của mình, ban ngày Lam vừa đi chăn bò, vừa cho mấy đứa khác đi do thám tình hình trước. Đêm xuống tại căn cứ điểm hẹn, cả nhóm kéo nhau xuống khu vực tàu thuyền neo đậu, quân vác đầu máy trải lưới và vơ vét dầu diesel. Sáng ra dân trải hoảng loạn gào khóc thảm thiết vì mất những tài sản giá trị. Mọi người tập trung đến xem thì hắn cũng có mặt cười khoái chí đầy tự mãn. Trộm chót lọt, Chính tay Lê Lam là lội vận chuyển hàng vào Huế tiêu thụ. Có tiền chia chác, cả bọn lại ăn xài thỏa thê, đứa nào cũng phấn chấn chuẩn bị cho những phi vụ tiếp theo. Trong các phi vụ trộm, chiến tích đáng kể nhất mà cả bọn của Lê Lam hà hê là phi vụ đột nhập vào nhà dân, ăn trộm thủ lợn cũng giao thừa để lấy thêm số má. Năm đó 30 Tết, mùi bánh trưng tỏa khói khắp ngóc ngách mùi thịt thơm phức thì nhà hắn đến cả bếp lửa cũng không thèm đỏ cả ngày bụng cồn cào do bữa cơm chiều tất niên chỉ có gốc chuối cha mẹ dọn khiến hắn không sao chịu nổi đêm đến làm tập hợp tất cả cái đám du côn lại và quyết tâm phải đột nhập vào nhà nào có của ăn của đẻ nhất trong thôn để ăn trộm mừng lên hoan cuối năm lùng sục mái cuối cùng cả nhóm cũng để ý thấy một gia đình đang để chiếc thủ heo lợn trên bầm thờ chuẩn bị cúng gia tiên. Quan sát thấy thời cơ đã đến, cả nhóm rón rén lại bưng cả mâm giả bước. Đến khi gia chủ quay trở vào thì ngỡ người tìm khắp căn nhà đều mất. Để làm cố đứng lại xem thì nghe tiếng gia chủ lầm bầm trong bụng nghi ngờ tổ tiên đã bưng mất. Đem câu chuyện về kể lại, cả nhóm cười sặc sụa tự hào. Thế nhưng việc này cuối cùng cũng bại lộ Nhóm của Lê Lam bị công an bắt giữ Từ đây Lam khai ra hàng loạt vụ trộm Mà mình thực hiện Khi nghe con số thống kê của hắn khai Cán bộ phải giật mình Bởi 300 vụ trộm lớn nhỏ khác nhau Là một điều quá ấn tượng Với một cậu bé còn văn mũi chưa sạch Ngày Lam bị bắt Và đưa ra xét xử Cả thôn nghèo Lam Khê Như mở hội họ giờ đây đã vơi bớt đi được nỗi lo thưởng trực bấy lâu luôn đeo bám dân làng phiên tòa lần đầu được xét xử lưu động ngay tại xã có hàng ngàn người dân đến chứng kiến lê làm không chút sợ hãi khuôn mặt tỏ ra lạnh lùng như bản tính của hắn là may mắn thoát khỏi án tù vì chưa đủ tuổi để truy cứu trách nhiệm hình sự buộc phải vào trại giáo dưỡng ở hòa vang đà nẵng để phục hồi nhân phẩm với thời gian là 3 năm Riêng đồng bọn của hắn thì đều phải nhận án cải tạo. Ở trại giáo dưỡng tưởng như bản tính lương chi của một đứa con bần nông sẽ đánh thức hắn cố gắng cải tả quy tránh. Vậy nhưng ở đây gặp nhiều đứa bạn cùng cảnh ngộ đầu trộm đuôi cướp để làm học được nhiều manh khóe hơn. Các trò lưu manh móc túi làm nhanh chóng thuộc bài sau vài động tác được chỉ dạy. Điều đó sau này hắn thừa nhận là nhờ có những ngày tháng ăn cơm cải tạo đã giúp hắn hoàn thiện hơn các kỹ năng bổ sung vào hoạt động giang hồ trước khi tính đến phương án khởi nghiệp khi rời khỏi đây lam cũng đã tạo cho mình nhiều chiến tích như đánh bạn học hoặc cầm đầu nhóm trong trại quậy phá thậm chí hắn còn bước vào con đường nghiện ngập ma túy chất thủ lĩnh của một đại ca thực thụ của lê lam khiến cho nhiều tay anh chị giang hồ đang hoạt động bên ngoài cũng nghe tiếng vì thế nên mới có giai thoại kể lại Khi mãn hạn cải tạo Trong khi đám bạn có người thân đến đón Thì Lê Lam ngược hẳn Vừa rời chân khỏi cánh cổng Đàn em của Sơn Nam Một đại ca mới nổi ở Đà Nẵng Đến đón đem về cho ăn ở Tiền tiêu xài Mang tâm trạng không muốn trở về quê Đối diện với vết gợn đầu đời Lam quyết định Sẽ bám trụ ở Đà Nẵng Một nơi cực kỳ phức tạp Những năm cuối thập niên 80 đầu quân dưới chân của Sơn Nam. Băng giang hồ này do Sơn Nam cầm đầu hoạt động nhảy tàu, cực kỳ tinh vi và chuyên nghiệp hơn những băng nhóm khác. Đòi hỏi dân giang hồ phải được huấn luyện, thậm chí phải bỏ tiền ra đầu tư cho cuộc ăn cắp của mình. Sau vài tháng được Sơn Nam cho tiền ăn chơi thỏa mãn cơn nghiện, Lê Lam cảm thấy buồn chán hơn và gõ cửa hỏi đại ca. Anh xem có việc gì cho thằng em này làm không? Chứ ngồi chơi mãi vậy thấy tay chân ngứa ngáy quá. Thấy Lam có thiện chí, lúc này Sơn Nam mới bắt đầu triển khai huấn luyện những chiêu nhảy tàu, đánh va vali, móc túi trộm cắp. Theo bài học chỉ dạy, thì băng của Sơn Nam nếu nghi ngờ vali nào của khách có tiền vàng hay những món đá quý thì lập tức trong nhóm thực hiện phi vụ phải mua vali giống như vậy và phải ăn mặc tương đối đẹp. Nếu chủ vali là công nhân thì cũng phải ăn mặc tương tự trà trộn vào để làm sao đánh tráo được vali chứa toàn giấy vụn của mình đánh đổi vali của khách. Vì vụ đầu tiên Lê Lam được đích thân đại ca Sơn Nam dẫn đi xuất phát từ ga Đà Nẵng xuôi ra Bắc. Mục tiêu là chiếc ba lô của một người làm ăn từ Nam ra Bắc. Kiên trì bám theo và dự tính là quyết định ăn hàng ở ga Huế, thành phố Huế. Ngồi cạnh người đàn ông có chiếc ba lô là hai người đàn ông lịch sự cũng mang theo chiếc ba lô giống hệt. Trong toa tàu khi người kia ngủ thì người này thức nhưng bao giờ cũng để mắt đến vị khách đang ngồi bên cạnh. Hai người đàn ông đó chính là Lê Lam và Sơn Nam thủ vai. Chiếc ba lô rỗng ruột mang theo là vật dùng để đánh cháo. Tàu vừa đèo Hải Vân, vị khách kia đã thiêu thiêu ngủ khoảng hơn một giờ sau thì nổi còi báo hiệu đến ga huế khi bánh tàu vừa dừng hẳn thì hai vị khách nhảy bội xuống toa và biến mất vào đám đông tìm chỗ vắng người mở túi thấy bên trong chỉ có mấy cái bánh trưng vài bộ quần áo cũ cả hai nhìn nhau tiêu nghỉu thất vọng đại ca sơn nam vỗ vai lê lam thôi hôm nay có bánh ngày mai sẽ có tiền và nhiều thứ giá trị khác không phải vội Cả vội miếng bánh cả hai cùng nhau nhảy tàu về Đà Nẵng trong bóng chiều buông. Một lần khác, đại ca Sơn Nam cử nhóm 6 đứa thực hiện vụ đánh cháo vali của khách đi tàu đến đoạn đèo Hải Vân. Nửa đêm đoàn tàu La vun Vút hành khách trên tàu hầu như đã ngủ. Tuy nhiên hình như do vali chứa nhiều tiền nên chủ nhân của nó dù đêm rất khuya nhưng luôn hướng mắt coi chừng nhóm của lam vừa đụng nhẹ lập tức đã bị khách kia mở mắt chi hô ngay cả bọn sở công an cơ động trên tàu truy bắt không còn con đường nào khác là bất chấp hiểm nguy cả bọn bất chấp tiếng la hét thất thanh nhốn nhá của toàn bộ hành khách trên tàu lập tức phi thân la khỏi tàu vì đèo hải vân có những đoạn cua nguy hiểm nên hai đối tượng trong nhóm phải bỏ mạng lê lam cũng tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó sau hôm sau, cả nhóm còn bốn người lập tức quay trở lại hiện trường tìm kiếm thi thể của bạn, nhưng bất lực. Dưới chân đèo dài hun hút, hai người đồng môn xấu số mãi mãi chìm quất dưới chân núi đèo Hải Vân. Sau bận này, mỗi khi nghĩ đến Lam dùng mình và tự hứa sẽ từ bỏ rời khỏi băng cướp của Nam Sơn. Và đây cũng là lần duy nhất trong cuộc đời bươn trải giữa chốn giang hồ sặc mùi khói đạn đao kiếm. Lê Lam phải cúi mình làm đàn em. Khi đã rút khỏi Đà Nẵng, Lam bắt đầu chuyển địa bàn hoạt động, dần lộ diện là một đại ca thực thụ, khiến nhiều kẻ giang hồ mỗi khi nhắc đến đều phải kiên nể. Khởi nghiệp với 300 gái mại dâm của tướng cướp Lê Lam Từ bỏ đại ca Sơn Nam, Lê Lam quyết định tiến thân vào Tam Giác Đen, Long Khánh, tranh giành lãnh địa, bảo kê gái mại dâm cướp giật, tôi ác chồng chết của hắn cuối cùng cũng bị trừng trị khi xa lưới pháp luật. Vậy nhưng chỗ lao tù vẫn không thể nào cai trị nổi con ngựa bất kham, quen thói bẫy vùng giữa chốn giang hồ. Huyết chiến, tranh giành lãnh địa. Nhắc đến Lê Lam, những năm cuối thập niên 80, giới giang hồ dọc dài miền Trung và Đồng Nai đều nghe danh. Trên đường đời ngang dọc của mình, mỗi khi hắn xuất hiện ở đâu, y rằng sẽ có biến hỗn loạn. Điều đó càng tô vẽ bôi đen thêm tội ác chồng chất của đứa con hư của làng trải thôn Lam Khê Quảng Trị. Sau khi rời bỏ Đà Nẵng, quyết gây dựng, tìm chỗ đứng trong xã hội, Lê Lam không dám trở về quê nên đánh liều xuôi vào huyện Long Khánh tỉnh Đồng Nai. Bùng đất sau giải phóng được xem là nơi tập trung đông đốc giang hồ tứ chiến khắp nơi kéo về làm ăn khu vực lò heo ở Long Khánh là điểm tập kết nhiều nhất các đối tượng cộm cán. Đặc biệt khu vực này gái mại dâm làm tiền, không có phòng ốc, cũng chẳng có khách sạn. Đa số đón khách và tiếp khách ngoài đường nên thường bị chấn lột, đòi phải có bảo kê. Nhận thấy một mình không thể tự tạo dựng được cơ đồ. Làm nghĩ ngay đến cao ân, bạn kết thân thuở trại cải tạo, giờ đã trở thành một đại ca có máu mặt ở Sài Gòn. Qua những câu chuyện trên bàn nhậu, làm đi thẳng vấn đề Anh giờ không trốn dung thân Lại chưa biết làm gì Nghe nói chú mày giờ khá lắm Định vời chú giúp một tay Ở chỗ lò heo Có một nhóm đang bảo kê gái mại dâm Trông bộ làm ăn cũng tốt Anh tính nhờ chú cho quân cùng anh Đến dẹp lũ kia Rồi mình làm ăn Tiền kiếm được anh sẽ chia chú phần hơn Chỉ miễn sao lúc này anh nuôi cái bụng là được rồi Không cần ăn đo Cao Ân mừng quýnh lên bảo Em cũng nhắm chỗ này lâu rồi Giờ có ông anh ở đây nữa Thì mình còn lo gì nữa Có anh khác nào như cá gặp nước Thôi giờ cứ nhậu đi Mai nghe mình kiếm ít hàng nóng qua Nói chuyện đàng hoàng Với cái tụi bảo kê ở đó Nếu nó không đồng ý Thì mình cử luôn Khỏi cần lặng nhạc Hôm sau tại căn cứ của hai đại ca Đang hoạt động bảo kê tại đây Lê Lam và Cao Ân xuất hiện đưa ra lời đuổi kéo. Các anh giờ nên nhường lại địa bàn này cho tụi tôi quản lý đi, rồi đi chỗ khác gây dựng. Thầy Lê Lam liều mạng ăn nói sổ xược, nhóm bảo kê lập tức vỗ bàn quát mắng. Tụi mày chưa đủ tuổi, xéo chỗ khác, nếu không có đừng trách cảnh máu chảy đầu rơi. Vừa dứt lời, Lê Lam nháy mắt cao ẩn, cả hai rút dao dấu trong người, lao vào chém xối xả, khiến bọn chúng không kịp trở tay quỳ xuống van xin tha mạng và muốn các đại ca mở con đường sống. tụi em xin rút lên tây nguyên hoạt động từ nay địa bàn này là của các anh chúng em không dám bén mạng tới nữa cuộc chuyển giao lãnh địa thành công trong chớp nhoáng hai đại ca bản xứ khiếp hồn bản vía miễn cưỡng rời cứ địa nhường chức vụ bảo kê béo bở lại để làm chễm trệ cho thành ông chủ Bảo kê hơn 300 gái mại dâm. Khi đứng trên 300 đầu gái, công việc vẫn trôi chảy. Nguồn thu của Lê Lam là những gái mại dâm và hoa hồng từ việc cung cấp ma túy. Mỗi lần đi khách, gái mại dâm chỉ được lấy một phần ba số tiền của khách, còn lại bị bang của Lê Lam cướp sạch. Bất kể cô nào không tuân thủ luật hầm ấy, lập tức sẽ bị xử đẹp và đuổi khỏi địa bàn hoạt động chính vì thế số tiền lê lam kiếm được mỗi tháng đủ cho hắn và đồng bọn ăn chơi xả láng hút ma túy thoải mái cho đến giờ ngồi nhớ lại lê lam vẫn thẳng thắn ân hận sao hồi đó tàn nhẫn quá vô lương tâm quá sau thời gian làm bảo kê cướp của chém giết tranh giành lãnh địa băng của lê lam bị công an long khánh phát hiện và lập tức lập chuyên án truy quét ngang dọc trên đất tây đô sau một năm gây dựng Con đường làm ăn đang lên như diều gặp gió Lê Lam vẫn đắn đo Hắn nghĩ nếu bám chủ tại đây Thì cũng không thể công khai hoạt động như trước được nữa Bởi viết chạm tội ác của mình đã quá dày Một phương án chuyển địa bàn mới Lại được tính đến Trước đó Lê Lam Biết rằng đoạn quốc lộ 1A Qua sông Tiền Chia cắt hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long Có biên phả Mỹ Thuận Nơi đây cuối thập niên 80 được xem là nơi sầm uất và nhộn nhịp nhất đồng bằng sông Cửu Long. Dĩ nhiên, đối với nghề giàn cảnh móc túi như lê lam thì quả là mảnh đất lý tưởng. Suy tính kỹ để làm quyết định tiếp tục xuôi phương Nam tìm miền đất hứa. Xuống đến đây, lê lam nhanh chóng tập hợp đàn em, thuê một chiếc phà neo đậu bên sông lấy đó làm căn cứ hoạt động. Những ngày đầu không có tiền, Đến bữa lợi dụng lúc đông khách Cả nhóm lại đóng kịch Cháo phiếu cơm ở các tiệm ăn Dành cho xe Bắc Nam Mánh khóe lén lút này Đã nuôi sống nhóm Lê Lam trong nhiều tháng trời Những quán cơm Của hai bên bờ nhận thấy thất thoát nhiều Mà không biết do đâu Nhưng khi phát hiện ra cũng không thể nào ngăn chặn Sự có mặt của Lê Lam và đàn em Thoát ẩn thoát hiện như xuất quỷ nhật thần Ai nấy đều ngán ngẩm trong nhóm của Lam có một tên có tuyệt kỹ lão luyện Bắn lưỡi Lam Hắn có thể giấu lưỡi Lam vào miệng một cách khéo léo Nhằm qua mặt cảnh sát mỗi khi bị nghi ngờ Vì vậy hắn luôn được Lê Lam tin dùng Thời gian sau khi đã nắm rõ quy luật hoạt động trên bến phà Lê Lam chính thức bắt đầu cho anh em triển khai công việc Bằng phương thức hành động chớp nhoáng mấy phút trên phà Khi khách gần lên bờ Băng nhóm này đã gây bao nỗi chớ chiêu giờ khóc giờ cười cho hành khách Kỷ niệm nhớ nhất đến giờ Lê Lam mỗi khi nhắc lại luôn cảm thấy dai dứt là vụ cướp túi sách kiếm cả đống tiền của đôi vợ chồng con buôn. Lần ấy chúng non thấy chiếc xe tải qua phà. Trên xe có hai vợ chồng lái buôn với bộ dạng khá mỏi mệt. Họ bước xuống xe đi bộ. Người phụ nữ choàng túi sách qua vai. Khẳng định trong đó có tiền. Để làm làm ám hiệu. Vẫy tay cho đàn em bắt đầu bám theo hành động. Khi xe tải của vợ chồng dân buôn lên phà do mỏi mệt nên người vợ vội mở cabin bước lên xe lưu diều ngủ. Một tên trong bọn lão luyện bắn lưỡi lam đứt quai túi sách và cướp gọn nhanh đến nỗi người phụ nữ kia không hề ai biết. Khi phà qua bên kia sông về hướng Sài Gòn các xe kiểm tra lại chuẩn bị tiếp tục chạy đường dài bằng lê lam vẫn còn đứng trên phà cho thấy mọi người bu đông nghịt chen vào xem thì ra người đàn bà khi nãy mình cướp túi sách tiền đang khóc nức nở cạnh bên người chồng chửi mắng thậm tệ thượng càng chân hạ càng tay khiến vợ học máu mũi thấy cảnh tội nghiệp trong lòng lê lam chắc ẩn bản tính với đồng bọn đem trả lại nửa tiền nhưng ý định đó bị gạt phăng anh là đại ca đừng có làm như vậy tụi em nó coi thường thỉnh thoảng mình mới vớ đậm được một vô để cho cả bọn ăn chơi thoải mái hơn nữa luật giang hồ cũng cho phép bất cứ ai hành động sẽ lẫn tình cảm như vậy một đàn em nhắc nhở lê lam khi cả bọn tìm chỗ để xem chiến lợi phẩm thì giật mình bởi số tiền trong túi sách cướp được của vợ chồng lái buôn đó quá nhiều cả bọn nhảy cẫng lên sung sướng chia chác và tìm đến các điểm ăn chơi xả láng niềm vui này cũng chẳng kéo dài được bao lâu bởi cảnh sát đã lần ra được dấu tích nơi lê lam đang sống và ra lệnh tầm nã truy bắt. Trong một lần, khi đang nhậu với đám chiến hữu, có một đứa trong nhóm đến mách nhỏ với hắn. Hiện đang nằm trong tầm ngắm và ám chỉ, có chuồn chuồn đang vô cánh xung quanh. Bỏ giờ bữa nhậu, Lê Lam vội giả vờ, lén chạy ra phía sau khu vực nhà vệ sinh, tìm cách chạy thoát thân. Rồi cũng đến ngày công an lần ra tung tích của Lê Lam, cả băng nhóm bị lùng giáo giết. Riêng Lê Lam bị công an đưa vào diện truy nã đặc biệt, thấy không còn yên ổn y quyết định rời căn cứ về phan giang tháp tràm linh thuận nơi có đám đàn em bạn bè một thuở trong trại giáo dưỡng ở đà nẵng đang hoạt động bạn bè của hắn mừng rỡ như cái gặp nước bởi chúng thừa biết bản lĩnh và máu giang hồ của lê lam lớn đến mức nào từ ngày hắn xuất hiện ở đây đám giang hồ tứ sư khác cũng kiêng nể đi đến đâu bản chất thủ lĩnh của hắn cũng làm nhiều kẻ yêu bóng vía lúc đầu tiếp xúc thấy e ngại ở địa bàn ga Phan Giang. Lê Lam gặp Minh Mập và Bình ốm. Hai tên này dạy nghề trộm cắp xe máy và trộm bò cho Lê Lam. Gia nhập nhóm này, Lê Lam tham gia cho lọt được ba chiếc xe. Nhưng trong một lần tham gia cùng ăn trộm bò thì cả ba bị bắt tại trận. Nếu như thời niên thiếu hắn trộm đầu heo bị bắt quả tang và vào trại giáo dưỡng 3 năm ở Đà Nẵng, thì lần này cũng bị 3 năm vì con bò, chỉ khác ở chỗ Trước kia đầu heo Còn nay còn bò Trước kia là thằng trộm nhãi nhép Còn nay là một thằng trộm chuyên nghiệp Và trước kia vào trại giáo dưỡng Thì nay là đi ở tù Đây là điều mất uy nhất Nếu để bọn đàn em biết được Lê làm bội nghĩ đến kế hoạch Vượt ngục trốn trại cải tạo Chùm bảo kê mại dâm lê la Và những cuộc đại náo ở Hồng Kông Hành động chấn lột gây hấn và đốt trại tị nạn của Lê Lam liều lĩnh táo bạo chưa từng xảy ra ở hồng kông được báo chí nhiều nước đăng tin chính vì thế mà sau này trở về nước các anh công an ở hà nội lắc đầu để làm là kẻ phản quốc hai lần đào tẩu thoát khỏi trại giam trước mặt công an lần cuối cùng tung hoành ngoài giang hồ phải sổ khám vì tội đen trộm bỏ hay là nỗi nhục quá ê chè đối với một tướng cướp như lê lan chưa bao giờ lê lam nghĩ đến một ngày nào đó kẻ từng là ông hoàng bảo kê gái mại dâm cầm đầu băng cướp ở bến phà bắc mỹ thuận tiền kiếm được dễ như trở bàn tay bao nhiêu đàn em nể trọng ấy vậy mà giờ lại phải tra còng bổ sung vàn lý lịch của mình về tội danh chẳng đẹp chút nào là một kẻ chuyên vẫy vùng giữa chốn giang hồ giờ phải thù án ở trại giam sông cái tỉnh thuận hải cũ nay là tỉnh ninh thuận và bình thuận đối với Lê Lam là chuỗi ngày dài đằng đắng. Hắn luôn nôn nóng, khao khát sớm trở lại, nên nhiều đêm đau đau nghĩ cách sớm thoát khỏi trốn lao tù. Ở trong tù cải tạo được gần 3 năm, Lê Lam phát ngán và quyết định sẽ vượt ngục. Cơ hội đến khi một lần cán bộ trại giam cho hắn và các phạm nhân khác ra ngoài lao động trên đồi mía. Đến lúc ra về, Hắn lướt mắt, nhìn thấy trước mặt là bãi sông La Ngà, chỉ cần vượt qua được khúc sông này là sẽ trở về được với xã hội mang theo ý định đó trên đường về trại giam lê lam giả vờ đưa tay gãi khắp người rồi đến lễ phép xin ý kiến cán bộ quản giáo được nhảy xuống tắm rửa hắn vừa cất lời thì các phạm nhân khác cũng đồng loạt lên tiếng xin cán bộ được tắm rửa cho đỡ ngứa ngáy thấy hợp lý mấy cán bộ quản giáo đồng ý và hoàn toàn không hay biết mưu đồ của lê lam Vừa cởi đồ, hắn ngó nghiêng quan sát trước sau, nhảy tóm xuống sông, chìm trong dòng nước xiết. Khiến cán bộ phạm nhân khác nháo nhác theo dõi, đoán giả đoán non hắn bị đuôi nước. Mọi người tổ chức lùng sục khắp nơi, nhưng bóng dáng của Lê Lạm vẫn biệt tạm. Hóa ra vốn là dân trải ven biển, hắn có khả năng lặn dài hơi. Sau đó tìm đến đám bèo ẩn náu và di chuyển qua bên kia bờ sông, mon men vào rừng trốn, chờ mà đêm buông xuống sẽ tiếp tục di chuyển gần nửa đêm cảm thấy an toàn hắn bội chui vào nhà dân ăn trộm quần áo thức ăn đợi trời gần sáng giả bộ kiếm bó củi gánh trên lưng đề phòng trường hợp bị người dân thăm hỏi thì lấy cớ vừa đi rừng về hắn xuôi theo hướng quốc lộ bắt xe về quê ở quảng trị những năm sống trong giang hồ đã tôi luyện thêm độ tinh danh của hắn bánh xe chưa kịp dừng ở xã thì hắn bội xuống xe tìm đến khu vực vắng vẻ, kiên nhẫn đợi mản xương giáo mặt mới dám lần mò về nhà. Sự trở về đường đột của Lê Lam khiến bố mẹ kinh ngạc. Cả hai ông bà gặng hỏi đủ điều về sự có mặt của hắn trong căn nhà bao năm bỏ xứ. Hắn chỉ ẩm ừ cho qua chuyện, leo to lên giường nằm, không quên lời dặn. Còn nhớ nhà, ghé chơi mấy hôm, bố mẹ đừng có bảo ai. Suốt ngày ăn rồi nằm trong nhà, đêm đến mới dám lò mặt khỏi cửa. Hành tung bí ẩn của Lê Lam khiến ông bà nghi ngờ và biết được con mình đã vượt ngục nên hết sức lo ngại. Sự lo lắng ấy cả có cơ sở khi đến đêm thứ ba đang say giấc ngủ thì hắn bị đánh thức. Đưa tay rụi mắt hắn tá hỏa cái vây quanh có nhiều đồng chí công an tay cầm cọng số 8. Biết không thì chạy thoát hắn khẽ thở dài. Em nhớ nhà quá nên muốn về thăm ngay hôm sau công an tỉnh Thuận Hải trực tiếp ra giải về Chấm dứt niềm vui ngắn ngủi của một tên tội phạm vượt ngục Lê Lam bị phạt tiếp 3 năm tại trại giam Huy Khiêm Năm 1988 Lê Lam được đặc xá Ra tù trước thời hạn 6 tháng Lần này hắn cảm thấy dễ dứt hơn Nghĩ đến cảnh quê hương nên lập tức hắn gói trở về Trong nỗi lo lắng sợ hãi của dân làng trải Lam Khê Trong mắt người dân Ký ức về đứa trẻ 14 tuổi từng thực hiện hơn 300 vụ trộm lớn nhỏ vẫn còn ám ảnh. Và đặc biệt sự trở về của án với nhiều thành tích bất hảo lại càng đáng sợ hơn. Vượt biên, gây chiến với giang hồ hải ngoại, đốt trại tị nạn. Bỗng một ngày Lê Lam đột ngột tuyên bố sẽ cưới vợ, quyết tu trí làm ăn khiến mọi người tròn mắt kinh ngạc. Không ai nghĩ rằng cái thằng trời đánh thánh vận ấy cuối cùng cũng rút ra được bài học làm người. Khỏi cần nói Bố mẹ hắn bắt mối ngay Với cô gái cùng tôn Ấn định ngày tổ chức đám cưới Chính quyền sở tại thì mừng thầm Vì con ngựa bất cam ngày nào Bao năm ân cơm tù Đã lớn khôn Vậy nhưng một lần nữa để làm lại khiến cho mọi người bất ngờ Về ý nghĩ táo bạo Mà hắn đã ấp ủ trong đầu Đó chính là giả vờ làm đám cưới Để tìm cách vượt biệt Năm tháng ở tù Hắn được nghe kể nhiều về dân giang hồ Hải Phòng đang làm ăn tại Hồng Kông rất khấm khá. Nuôi mộng làm giàu bằng ý định xuất ngoại hành nghề cướp giật. Để làm bản tính với mấy tên đàn em thân cận thuở bé. Vẫn theo hắn đến giờ tìm cách vượt biên. Cả bọn lập tức đồng ý và lên phương án chuẩn bị chuyến hành trình. Bằng cách đi mua từng can dầu. Kết lại thành chùm. Rồi đem ra hướng đi buộc đá dìm xuống đó. Khi đi xe kéo lên. Còn lương thực. Để làm dự tính. Ra khơi sẽ ghé các tàu đánh cá xin nếu không cho sẵn sàng cướp. Lúc này, dù đã tuyên bố hướng thiện nhưng hắn vẫn đang nằm trong tầm quản thúc của chính quyền sở tại nên chiêu thức lập đám cưới giả để tìm cách vượt biên là khả dĩ nhất. Ngày mùng 4 tháng 5, một lễ cưới nhỏ làng chẳng được tổ chức vắn tắt. Đám chỉ có mâm cơm một vài đĩa hoa quả xem như lấy lệ. Trưa ngày mùng 5 tháng 5 năm 1988, khi dân làng đang xung vầy cúng Tết đoan ngọ thì đúng 12 giờ trưa tại bến thuyền làng trải nghèo. Con thuyền nhỏ khoảng 12 mét dài, 2 mét rộng thuyền đánh cá chở theo 15 người từ từ nổ máy ra khơi. Chuyến xuất ngoài bất ngờ này khiến tất cả mọi người hoàn toàn không hay biết. Con thuyền đánh cá nhỏ trọng trành mang theo khát vọng làm giàu giữa ngàn trùng khơi. Chuyến xuất ngoài bất ngờ này khiến tất cả mọi người hoàn toàn không hay biết con thuyền đánh cá nhỏ trọng trành mang theo khát vọng làm giàu giữa ngàn trùng khơi những con sóng cao như cột nhà va thẳng vào bàn thuyền làm trao đảo tưởng như cả đoàn đã phải bỏ mạng trên tàu mười mấy sinh mạng nháo nhác gào khóc tham thiết lễ làm lầm lầm con tay trong dao đơn tiếng nạt giờ tất cả phải quân lệnh như sơn hay không nghe lệnh của tôi thì chém chết vứt xuống biển mọi người nghe đây vứt tất cả đồ đạc xuống biển giảm tài cho tàu Đồng thời trói chặt tất cả lại Nếu có mệnh hệ gì xấu xảy ra Thì chúng ta sẽ được chết chung cùng nhau Khi những trận cuồng phong đi qua Cả đoàn người trên thuyền mới tin mình thoát nạn Mừng quính gieo lên sung sướng Tiếp tục hành trình vượt biển Theo hướng tiến về Hồng Kông Cứ tưởng được đặt trên lên vùng đất giàu có Đầy đủ vật chất Nhưng không phải Thuyền cập bến Hắn và những người dân khác đi trên chuyến tàu được đưa ngay vào trại tị nạn chim mây quan. Hắn ngẫm nghĩ cái điệp khúc vào tù ra trại sao có duyên mình đến thế? Thôi thì đường nào cũng ở tù cũng chết, chưa biết phiêu giặt về đâu. Tôi cứ đánh liều xưng vương ở nước ngoài một lần xem sao. Bốn sẵn máu giang hồ, hắn nhanh chóng nhập băng du đã ở trại tị nạn Hồng Kông. Hàng ngày hắn và đàn em của mình chuyên tổ chức ăn chặn quà cáp thăm nuôi của những trại viên khác. Ví dụ như quà của người nhà ai đó gửi vào thăm, bọn hắn kiểm tra chấn lột, lấy hết những món lạp xưởng cá khô, tôm khô, sô-cô-la, chỉ để lại cho họ muối mè đậu phộng và những bánh quy rẻ tiền. Chiến tích của hắn được biết đến nhiều nhất lại là các vụ đánh chém nhau ở tại trại tị nạn Hồng Kông. Những vụ nhỏ lẻ thì không sao kể hết, nhưng trong đó có một vụ đặc biệt nghiêm trọng là đại ca nắm trong tay khoảng vài trăm thằng em băng lê lam đánh nhau với các phe giang hồ bằng gậy gộc cây sắt thép là chuyện bình thường đằng này khi hai phe đánh nhau do tính hung hãn bùng lên cực độ hắn đã ra tay đốt trại bên ngoài vẫn đâm chém náo loạn bên trong thì lửa hừng hực cháy lan ra khắp nơi trẻ em và phụ nữ la hét thất thanh tiếng của những người mẹ gào khóc thảm thiết chết con tôi rồi nằm náo loạn cả một khu trại tị nạn cảnh sát sở tại không thể can thiệp được mà cũng chẳng có cảnh sát nào dại dột xông vào vì biết bản tính của dân giang hồ khi huyết chiến thì rất lì lợm và liều mạng. Chỉ khi đánh nhau xong, cảnh sát mới can thiệp. Ai có tội thì bắt bỏ tù, ai bị thương thì đưa lên trực thăng vào viện. Vụ án cực kỳ nghiêm trọng đó có khoảng 300.000 người chứng kiến. Sau khi gây án tại trại Hồng Kông, hắn bị cảnh sát bắt lên trừng phạt, hăm dọa đủ điều nhưng hắn cũng không sợ. Và một lần nữa hắn lại nghĩ cách vượt ngục ăn cắp tàu vượt biển, trôi ra sang nhiều nước khác, gây nên cuộc huyết chiến đẫm máu ở trại tị nạn Nhật Bản. Hành động liều lĩnh bất tháo bạo này chưa từng xảy ra ở Hồng Kông, báo chí nhiều nước đăng tin. Chính vì thế mà sau này trở về nước, các anh công an ở Hà Nội lắc đầu. Lê Lam là kẻ phản quốc hai lần, nhưng hắn cười trừ. Mình đâu có làm chính trị, chẳng qua vì muốn kiếm tiền, lại sẵn máu giang hồ nên mới gây nên bao cơ sự Lời khước từ năm cam Của chùm bảo kê mại dâm lê la Trận hỗn chiến Đốt trại tị nạn ta Hồng Kông Do Lê Lam cầm đầu đã gây chấn động mạnh Với chính quyền địa phương sở tại Sau vụ đó Lê Lam cùng đàn em bị bắt Và án bị phạt 6 tháng tù Đưa ra một hòn đảo biệt giam Tuy nhiên con ngựa bất kham này Vẫn chứng nào tật ấy Lại tiếp tục tổ chức vượt ngục Ăn cướp tàu thuyền Tổ chức cho đàn em bỏ trốn trên hành trình phiêu bản hắn cùng đồng bọn bị bắt ở Nhật Bản Tại đây một lần nữa cái tên Lê Lam lại được lan truyền rộng rãi Khi đã tổ chức gây nên trận huyết chiến đẫm máu Tại trại thu dụng Nhật Bản Hỗn chiến trại thu dụng Nhật Bản Lần vượt ngục Cướp tàu của Lê Lam và đàn em ở Hồng Kông Cũng được xem là một chiến tích lẫy lừng Bổ sung bộ sưu tập giang hồ Của một tên cướp lừng danh những năm 80-90 Bởi không ai dám tin với lực lượng canh gác hùng hậu của cảnh sát trên đảo, Lê Lam vẫn vượt mặt được khi bỏ trốn mà không bị phát hiện. Chết hành trình chạy trốn khỏi đảo bò ở Hồng Kông, cả nhóm Lê Lam giữ chủ của hành trình khoảng 3 tháng thì đến Mỹ. Tuy nhiên tháng 7 nước nhảy qua bờ, bão tố dữ dội trên thuyền không đi được. Vì bão lớn, bọn hắn phải cho tàu cập bến và càng Thượng Hải ẩn náu. Sau khi rời Thượng Hải, Băng gướp tiếp tục qua Nhật. Thời ấy theo kinh nghiệm dân trải của Lê Lam Tất cả người đi biển thông thường Đều có luật hàng hải Cho nên nếu gặp tai nạn Sẽ có tàu đến cứu Còn bọn hắn không có luật hàng hải Nên cứ xem trong hải bản Chỗ nào đến Nhật nhanh nhất thì xuôi tàu Chạy 9 ngày 9 đêm Không bờ không bến Nước không còn màu xanh nữa Mà do biển sâu nên nước đã biến thành màu đen Mọi người trên tàu xuống tinh thần nghiêm trọng Đàn bà con gái khóc lóc thảm thiết vì sợ hãi Chạy thêm một ngày một đêm nữa thì may mắn có máy bay ra bắt vào. Trên thuyền lúc đó đã có nhiều người gần chết. Vào trại thị nạn, Lê Lam và đồng bọn được Liên Hiệp Quốc chăm sóc giúp đỡ tận tình. Sau 6 tháng, cảnh sát sở tài phát hiện ra hành tung của Lê Lam và những dấu vết để lại của một tên tội phạm khét tiếng đang ẩn náu tại trại tị nạn nên giáo diệt truy bắt và đưa vào trại thị nạn Omuza. Hắn cùng đồng bọn lại chuyển sang trại khác tiếng việt gọi là thu dụng nhưng cảnh sát nhật gọi đó là hết dục thức ăn ở nhà tù thật khủng khiếp đến ám ảnh món nào cũng sống cá sống thịt sống tù nhân vì đói mà phải biểu tình đập cửa kính trong đó lê lam còn đánh liều tổ chức cho 15 đàn em tự đâm lủng bụng mình lòi cả ruột non ruột vàng để phản đối hành động quá ngông cuồng này cũng khiến cảnh sát trai tị nạn xuống nước và đồng ý chuyển sang cung cấp các món ăn khẩu vị việt nam khi đã đòi được yêu sách thành công Lê Lam cả thể hiện bản tính hung hãn nóng nảy như xưa cộng với bản ngã của một đại ca nên hắn liên tục đánh nhau Một lần hắn cho đàn em lăm lăm dao, đục, kiếm nhật Xông ra phòng tắm đánh nhau với băng giang hồ khác của người Hoa Cuộc giao chiến thứ hai với băng du đáng khác trong trại Được xem là có quy mô lớn nhất từng xảy ra ở trại tị nạn của Nhật Bản Trận chiến này suýt chút nữa đã đánh dấu chấm hết cho cuộc đời của Lê Lam đó là kỷ niệm khó quên khi băng của lê lam gồm có mấy trăm tên thủ sẵn đao kiếm xông vào hỗn chiến với một băng đảng khác do nhóm người hoa cầm đầu cả ngàn người chạy tị nạn nhốn nháo náo loạn bỏ chạy số người khác liều mình đứng xem cuộc huyết chiến đẫm máu giữa hai phe nhóm ngay cả cảnh sát cũng không dám lao vào can thiệp vì sợ vạn lây thế nhưng do tình thế lực lượng yếu lại dám đánh vỗ mặt vào đối thủ nên chỉ sau hơn một giờ đồng hồ băng của Lê Lam đã bị đánh cho tan tác bỏ chạy. Riêng Lê Lam bị một nhát kiếm nhật chém ngang lưng. Chiều dài vết thương chỉ một gang tay nhưng bề sâu chiếm hết phần thịt. Lúc đó hắn không hề hay biết vẫn hung hăng tiếp tục giao chiến. Máu chảy dòng dòng sau lưng mà cứ ngỡ mồ hôi. Đến khi mất nhiều máu quá hắn choáng váng ngã quỷ. May thay cùng lúc đó một băng đảng khác của người Việt cũng có mặt tại đây lao vào hỗ trợ giao chiến. Nhờ đó hắn được đưa đi cấp cứu vết thương ngày đó bây giờ vẫn còn in dấu trên lưng. Sau một trận ẩu đà suýt mất mạng, Lê Lam và đàn em bị biệt giam, Lê Lam lại đào một đường hầm xuyên lòng đất với âm mưu trốn chạy nhưng bị phát hiện. Bị giam cầm một thời gian sau, cả nhóm được Liên Hợp Quốc bảo trợ, chuyển cho Đại sứ quán Việt Nam. Lê Lam đồng bọn được đưa lên máy bay về nước, chấm dứt hành trình lên đến trên biển, vào tủ ra khám và xứ người. Đến lời mời, của ông trùm sòng bạc Nam Cam. Trở về Việt Nam, sau đó cùng người vợ giả cưới ở quê sinh sống, Lê Lam yêu cầu ngay người vợ phải đưa một cây vàng vào Sài Gòn ăn chơi. Những ngày ở Sài Gòn ông trùm sòng bài Nam Cam thời bấy giờ mới nổi, đường dương cờ chiêu quân. Cũng có nghe qua danh tiếng của Lê Lam nên đôi lần gặp nói chuyện. Vì thế sau khi ăn chơi xả láng, ném tiền vào ma túy hết, hắn lại mò bấm đến Nam Cam xin ít tiền ăn nhậu. Dĩ nhiên thời ấy năm cam cũng trả tiếc mấy đồng bạc lẻ nên cho tiêu thoải mái. Mai đến sau này năm cam vời hắn lại và ngỏ ý. Anh coi bộ chú em cũng có chút địa vị trong giới. Giờ anh đang gây dựng sự nghiệp. Chú mày chưa tính ở đâu thì về quản hộ anh sòng bạc nằm trên quận Tân Bình. Làm việc với anh chú mày sẽ không bao giờ chịu thiệt. Để làm lấy cớ từ chuối khéo, anh hai cho em tiền ăn nhậu thì em cảm ơn chứ giờ em cũng không khoái lắm mấy cái sòng bạc em quen nhảy tàu ăn cướp quen rồi biết bản tính lê lam có đám đệ tử từng đồn thổi nên nam cam cũng không dám giữ lại ở sài gòn theo đám du côn mãi cũng chán lại có lệnh triệu tập về địa phương quản thúc lê Lam khăn gói về quê nhưng lần trở về nhà này quán đã khiến người thân sợ mất vía Đối với vợ, mỗi khi hắn yêu cầu điều gì đó thì dĩ nhiên vợ không bao giờ dám từ chối. Mỗi lần thấy chồng đi nhậu về là người vợ run rẩy mặt không còn tí máu. Ngày như chính em gái của Lê Lam may mắn lấy chồng định cư ở Mỹ. Đôi lần trở về Việt Nam, mỗi khi nhìn thấy mặt ông anh ruột là chạy mất dép. Có lần người em rẻ làm Phật lòng chuyện chẳng đáng. Thế mà hắn cầm cây đục cùng hai thằng đệ đến tận nhà hỏi tội. Lúc đó trong nhà em rẻ có bảy anh trai to cao lực lượng nhưng không cản được thói hung hãn côn đồ của ông anh vợ. Một nhát đâm vào tay đứa chó ruột của con em rẻ khiến hắn phải gặp lại cổng số 8. Công an bắt lên huyện nhốt một đêm và phạt tiền. Vẫn không sợ hắn tiếp tục dọa nạt em rẻ tuyên bố sẽ trả thù tại sân bay tất nhất. Thế là mới về Việt Nam chưa đầy hai tuần, hai vợ chồng và mấy đứa con nửa đêm phải nhờ công an bộ đội biên phòng bí mật thuê xe đón ra sân bay Phú Bài ra tuyến Việt Nam sinh Thái rồi về Mỹ. Nhưng vụ gây hấn trên chỉ là nhỏ nhoi so với tội ác mà hắn từng gây ra cho cha mẹ. Vốn thực sự khiến nhiều người chứng kiến còn sờn cả da gà, gọi lê lam đổ xúc vật. Đấy là chuyện gia đình hắn trồng được ba cây bí ngô. Khi cây lớn lên trổ được 13 quả, 13 quả bí ngô được xem như tài sản quý giá nhất của gia đình. Mỗi quả bí ngô to như cái thúng nếu xả ra nấu cháo cũng phải ăn đến nửa tháng vậy mà trong lúc đi chơi chán về mẹ chưa kịp nấu cơm hắn nổi cơn ngang tàng lôi 13 quả bí ra sân băm nát vì trước nhà là sân cát nên dù cố gắng mẹ cũng không sao hốt vụn bí lại được người cha nhìn thấy kêu trời kêu đất và chửi rủa sẵn cơn tức giận hắn đấm cha gục xuống đất mẹ chạy ra can cũng bị hất tay xuống ngã chưa dừng lại ở đó đưa em dâu trong nhà cũng chỉ vì khuyên can vài ba câu cũng bị hắn đấm thẳng mặt rơi hai chiếc răng cửa có lần đi uống rượu về vợ than phiền khiến hắn tự ái trước mặt bạn bè thế là hắn đùng đùng đòi treo cổ vợ sau khi cột sợi dây hai mét lên băng kẹo để làm kéo vợ đòi thắt cổ cô vợ gào thét cố vùng vẫy thoát thân thì hắn càng kéo và đánh đập túi bụi nhà cha mẹ vợ cách đó không xa Ba đứa em vợ và cha mẹ vợ đứng đó chỉ biết khóc mà không thể làm gì. Khi kéo tròn được sợi dây vào người vợ thì dân trong làng đánh liều nhảy vào khóa tay hắn đưa đi chỗ khác. Sau những năm tháng gây bao tội lỗi cho bản thân gia đình và xã hội, Lê Lam quyết định đưa cả gia đình lên Đắk Lắk buôn mê thuật sinh sống. Không chịu nổi cảnh sống quá cực khổ, đói kém nơi rừng sâu nước độc, hắn lại dắt díu vợ con lưu lạc về Bình Dương, Sài Gòn. Đất Sài Gòn nhiều gái đẹp nhà hàng thức ăn ngon rất phù hợp với tính khí ăn chơi của hắn. Giữa danh giới giữa sự sống và cái chết thì hắn bắt gặp ánh sáng của Phật Pháp. Cuối đời, rửa tay gác kiếm, quay đầu hướng thiện. Trong trạng thái chán trường lo âu phiền não, nhiều lúc không muốn sống vì quá hận cuộc đời, tâm tính nóng nảy luôn trực trở ăn gan nuốt mật người khác, thì hắn gặp bác trưởng người hàng xóm hiền lương, một Phật tử thuần lành. Bác đã khéo léo hướng hắn con đường Phật Pháp Ban đầu hắn cần tiền thì bác cho tiền Cần quần áo thì bác cho quần áo Lúc đau ốm bác sang đồng viên Làm sai thì bác bảo Cháu không có lỗi Đó là nghiệp của cháu ở quá khứ mà thôi Những năm tháng sau đó Dường như Lê Lam đã thức tỉnh được nhiều hơn Về chân lý cuộc sống Và quyết định táo bạo được hắn đưa ra là Dũ áo tù tội phạm Pháp Hướng thiện cứu giúp dân nghèo và cái tin lê lam đoạn tuyệt với giang hồ làm người ta ngờ vực đến khó tin có người biểu môi lê lam đi làm người lương thiện ư có tin được không người thì thẳng thắn chối bỏ loại táng tận lương tâm như lê lam mà còn có thể quay đầu à nhưng lê lam đã làm được và những việc làm phi thường của một tên cướp khét tiếng ngày nào giờ đã thay đổi được suy nghĩ của nhiều người đến giờ cũng đã gần 10 năm trời Lê Lam gác kiếm đoạn tuyệt kiếp giang hồ đi làm từ thiện và giúp cho hàng trăm trường hợp trẻ mồ côi người già không nơi nương tựa tìm được niềm vui mái ấm trong cuộc sống. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Lê Lam hiệu tịnh Long bảo chỉ sợ kiếp này không kịp trả hết nợ cho cuộc đời thôi thì mình còn sức còn có thể đi làm việc thiện để mong sao quá khứ lầm lỗi ngày nào có thể dần được dịu bơi, lòng được thêm thanh thản. Hơn 10 năm gác kiếm Hàng trăm chuyến từ thiện Bước chân Lê Lam đã chạm đến khắp mọi miền đất nước Nơi nào có người nghèo Khổ đau bất hạnh Lê Lam tìm đến Anh khóc khi người ta đau Anh vui thấy người ta hạnh phúc Thay vì nói Anh bắt tay về hành động Làm một cách nhiệt huyết Bằng cái tâm nhân văn không chỉ kịp thời Mà còn đúng và chúng Những trường hợp được Lê Lam kêu gọi giúp đỡ Đều thoát khỏi vũng buồn khốn khổ Tìm thấy hy vọng mới trong cuộc đời những câu chuyện về quãng đời giang hồ của Lê Lam như trang tiểu thuyết đầy dẫn những bước ngoặt Khi lên voi xuống chó, lúc chìm khi nổi Luôn kêu gợi bản năng ưa khám phá của tôi Phải công nhận Lê Lam là một trường hợp giang hồ hoàn lương kỳ lạ mà tôi từng gặp Kỳ lạ là bởi đoạn đời nào anh cũng làm nên những tiểu thuyết Tôi gọi vui cuộc đời của Lê Lam là một cuốn tiểu thuyết chia đôi Phần đầu là ngày tháng u tối, phần sau là những ngày tươi sáng Nửa đầu là đoạn đời lang bản Nửa sau là bến đổ hạnh phúc Nghe anh cười gật gật Anh bảo bây giờ rất thanh thản Với những trang cuối của bộ tiểu thuyết cuộc đời mình Giờ không còn là kẻ giang hồ tội lỗi Anh dám thẳng thừng đối diện Với những gì đã qua Tự phanh phui tất cả để từ đó sửa chữa Rút kinh nghiệm Và anh đang dốc hết sức để viết nốt phần tiểu thuyết còn lại Thế nhưng bảo anh kể lại những gì bản thân đã giúp đỡ những người khác Trong hàng chục năm làm từ thiện anh cứ chối quẩy quẩy Anh bảo rằng tất cả chưa bằng một góc Những sai lầm mà cuộc đời giang hồ của anh đã gây ra Tôi phải nặng nặc mái anh mới chịu gật đầu Nhưng trước sau như một Anh chỉ kể những câu chuyện giúp đỡ những người mà anh thấy tâm đắc nhất Những câu chuyện gái giang hồ làm việc thiện Cũng đậm chất hào hiệp khác người Đó là trường hợp anh cứu một cô gái Nguyễn Thị Mỹ Linh 16 tuổi Nha Trang khỏi động mại dâm, trở lại với đời. Một câu chuyện đậm chất tiểu thuyết chỉ có ở trong phim kiếm hiệp. Vào cuối năm 2010, đang đi trên đường, đoạn qua chợ lái thiêu Thuận An Bình Dương, Lê Lam bất gặp một đám đông đang vây kín mặt đường, xe cộ ồn tắc. Dừng xe về vệ đường, Lê Lam đến vạch đám đông xem sự tình. Trước mắt là một cô gái đang khóc thút thít, vây quanh là một đám bậm trợn đang xỉ và đánh đập. Một tên hùng hổ đe dọa. Mày mà không trả tiền cho bọn tao thì đừng có mơ con đường sống. Kẻ khác sẵn tay nắm tóc rúi đầu cô bé xuống nền được nhục mạ. Trước những thần hình hộ pháp kia cô gái sợ hết lời khóc lóc van xin. Thế nhưng đám người này vẫn không hạ giọng. Kinh nghiệm trải đời cho Lê Lam biết rằng đây là cuộc siết nợ mà nạn nhân chính là cô gái. Không để đám người kia tiếp tục bung tay mua chân nữa. Trong khi một kẻ định dơ tay tát cô gái thì Lê Lam lao vào chụp lấy cương giọng Này, bọn mày làm gì đấy? Đám người dừng tay Mày là ai mà dám xí vào chuyện của bọn tao Lê Lam tiếp lời Bọn bay chẳng cần biết tao là ai Tóm lại là cô gái này làm gì sai Một tên trả lời Nó vay chủ nhà bọn tao 4,5 triệu Lâu rồi mà vẫn không chịu trả Không nhiều lời Lê Lam móc ví lấy ra cọc tiền đưa Và cương giọng nó như tuyên bố Đây Chúc bài cầm lấy và nhớ rằng thằng nào còn đụng lại một sợi tóc của cô gái này thì đừng có trách tao nhận đường tiền lại gặp một kẻ rắn như lê lam không đứa nào dám ho he một người là đám đông rẽ bước vào ghé tai một tên bậm trợn nói gì thế rồi các bọn nhìn nhau gật đầu rút lui sau này người sẽ cho biết kẻ đến nói nhỏ kia là người nhận ra lê lam một giang hồ ẩn danh từng chọc trời khuấy nước ở khắp bình dương sau câu chuyện gặp bất bình chẳng tha Lê Lam tiếp tục lần tìm về quê của cô Để xác minh hoàn cảnh của cô gái Anh đã xứng người khi biết rằng Cô gái đang tận cùng của nỗi bất hạnh Câu chuyện của cô bé Nguyễn Thị Mỹ Linh Được Lê Lam kể gọn thế này Sinh ra trong một gia đình nghèo Ở làng quê Nha Trang Cả cha và mẹ cô mất sớm Bốn anh chị em Linh côi cút Chị đi lấy chồng Hai anh trai là vào buôn bán ma túy phải vào tù 12 tuổi cô bé không còn ai nương tựa phải giã biệt quê hương lang thang xứ người làm thuê. Bước đường mưu sinh đưa chân Linh vào mảnh đất Bình Dương khi cô tròn 16 tuổi. Cô đã phải làm nhân viên cho các quán bia quán nhậu, làm thứ mua vui cho cánh bợm nhậu, dân thừa tiền. Cô phải vay nợ vật vả qua ngày. Không có để trả, bị chủ dập. Đúng lúc đó thì Lê Lam xuất hiện, kéo cuộc đời cô từ bóng tối ra ánh sáng. Đem điểm tin về hy vọng mới cho cô bé. Không những thế, cô gái có một tương lai. Lê Lam đã bớt chút tiền bạc của vợ Trực tiếp đi vận động những tấm lòng hào tâm khắp nơi ủng hộ về giúp cô bé Được giúp đỡ Mỹ Linh đã lấy lại niềm tin Từ đó đoạn tuyệt hoàn toàn kiếp sống buông thả Này cô đã có một người chồng siêng năng và một mái ấm hạnh phúc Tại núi Cấm An Giang Nay cô vẫn thường xuyên đến thăm Lê Lai Và coi đó là một người mở cánh cửa hy vọng cuộc đời của cô Câu chuyện Lê Lam cứ một gia đình tận cùng bất hạnh ở Đồng Nai đến nay vẫn làm nhiều người xúc động. Câu chuyện này Lê Lam đối chính quyền xã tại hoan nghênh cảm ơn rất nhiều. Trong một lần cùng đoàn đi trao quà từ thiện cho người nghèo ở Vũng Tàu về qua quốc lộ 51, đoạn huyện Long Thành Đồng Nai, đang nghỉ ngơi thì tịch cờ có người điện đến báo. Trường hợp tận cùng đau khổ này chỉ có Lê Lam mới giúp đỡ được, mong anh đến sớm. Cho đoàn về trước Lê Lam cùng một người, trong đoàn lập tức mang máy quay phim một lần ngay địa chỉ trên khi bước chân vào nhà anh đã rụng rời tay chân khi nhan nhản người điên người bệnh đang nằm la liệt trước mắt hai người già bị xích vào chân dưới người thì đứng nhảy múa kẻ thì mắt mày trợn ngược tất cả đều cười nói trong vô thức riêng ở trên tấm ván kê sơ sài có một người đàn ông trẻ đang nằm bất động mịch mày lờ loét cô gái ngồi lâu mới thấy một cô gái trẻ mồ hôi lấm tấm mặt mũi nhem nhuốc vừa đi về phía bao ve trai hỏi ra mới biết người phụ nữ trẻ này là người còn tỉnh duy nhất trong nhà. Cô là vợ của người đàn ông nằm trên ván chờ chết. Hiện cô phải đi nhặt ve chai để nuôi sống 5 người vừa bệnh vừa điên. Trong gia đình mà bát cháu cũng không đủ để ăn. Hỏi chuyện mới biết. Cái số bất hạnh đẩy cô và tận cùng đáy vực khổ đau. Cô ở mãi tận miệt sông nước Cần Thơ. Chồng cô lái xe ô tô. Trong một lần anh ta lái xe thì gặp cô ngay tại Cần Thơ. Hai người sớm bén duyên và hẹn thề kết duyên. Tuy nhiên trong câu chuyện yêu đương vì tự ti về gia đình nên chàng trai không dám kể về hoàn cảnh của gia đình mình. Trong lần cô gái lên Vũng Tàu nghỉ mát thì có lần theo địa chỉ ghé vào nhà chàng trai chơi. Cô gái rụng rời khi biết nhà chồng tương lai có đến bốn người điên. Nhưng đã trót hứa hẹn cuối cùng vẫn chấp nhận thực tại, trở về làm dâu cho ngôi nhà điên đó. Bất hạnh đến với cô khi người chồng đi lái xe tai nạn bật tăm 24 ngày. Khi tìm được thì chồng cô chỉ còn cầm hơi yếu ớt không lâu sau đó đã qua đời không thể chậm hơn Lê Lam dựng máy quay làm ngay ký sự tại hiện trường khi cuốn phim nước mắt phận làm dâu kể về cuộc đời của cô gái được phát tán đã đánh động bao trái tim nhân ái chỉ trong thời gian ngắn cô gái được động viên hỏi thăm giúp đỡ từ khắp nơi cuộc đời của cô gái chính thức sang trang hiện nay đã trở nên khá giả và coi Lê Lam như người cho cô niềm hy vọng cuộc đời đó là ai trong số hàng trăm câu chuyện từ thiện của Lê Lam hơn chục năm qua đã được xã hội ghi nhận thế nhưng anh chỉ nhận rằng mình là chiếc cầu nối để mang lòng tốt của mọi người đến san sẻ với những người bất hạnh khổ đau mà thôi kiểu từ thiện mang thương hiệu lê lam người ta cho rằng làm giang hồ lê lam cũng là một đại ca không đụng hàng thì khi làm từ thiện anh cũng tạo cho mình một cách làm không giống ai cũng chẳng sai điều đáng nói là phương cách từ thiện của anh rất hiệu quả ban đầu anh cất công lặn lội đi tìm những thân phận bất hạnh rồi xác minh điều tra kỹ lưỡng thẩm định thông tin từ chính quyền khi nào chính xác thông tin anh mới trở về chuẩn bị làm một bộ phim ngắn do bản thân tự quay tự giản dựng đọc lời bình sau đó để in ra hàng loạt đĩa và phân đi khắp nơi động viên kêu gọi lòng hào tâm của mọi người điều đáng nói là lê lam để luôn địa chỉ người cần giúp đỡ để được hỗ trợ trực tiếp tuyệt đối không bao giờ anh nhận gián tiếp qua tay Trường hợp bất khả kháng, anh sẽ quay phim ghi hình có nhân chứng và công bố công khai rõ ràng, minh bạch để mọi người được biết. Đó cũng là lý do vì sao từ hơn 10 năm bắt tay làm từ thiện, anh chưa bao giờ mang điều tiếng, ngược lại giữ chọn niềm tin của mọi người trong nước và ngoài nước. Những thước phim do Lê Lam tự quay chân thực đến từng chi tiết của thực tại đã làm rơi nước mắt không biết bao nhiêu người. Vì thế một khi Lê Lam đã vận động giúp đỡ thì nhân vật đó coi như đã tìm lại được hy vọng cuộc đời trong khi những dòng vẻ cuộc đời hoàng lương như cổ tích của giang hồ Lê Lam. Đang về đoạn cuối thì anh quen với tôi, trang website mang tên lê tĩnh long.com ghét từ hai nửa cuộc đời của anh đang chạy thử nghiệm được một người bạn mến mộ thiết kế cho. Anh bảo chỉ mới thông tin sơ lược nhưng đã có hàng ngàn lượt truy cập, trong đó có cả độc giả trong và ngoài nước. Anh cười mãn nguyện. Với trang website này hy vọng công việc từ thiện sẽ càng thêm hiệu quả nhất là rút ngắn được khoảng cách tấm lòng hào tâm bốn phương đến với những người cần giúp đỡ chuyện tình đẫm lệ của gã tù trọng tội và cô gái tuyệt sắc hoa kiều dáng người mảnh cảnh mái tóc mượt thõng ngang vai đã xuất hiện bao giờ cũng cả vạt com lê dày đen chỉnh tề là giang hồ nhưng lê làm giống người thành đạt hơn là kẻ tù tội tính tình phóng khoáng cùng lối diễn ngôn trời phú nên gã giang hồ lãng từ đã được nhiều người mến mộ Nhất là con gái hãy gặp Lê Lam y như rằng về nhà thầm yêu trộm nhớ Cuộc đời giang hồ của Lê Lam Có nhiều con gái đi qua Nhưng cuộc tình mà hàng chục năm sau Vẫn khiến trái tim anh chưa hết thổn thức Là tình yêu giữa gã giang hồ mang thân phận tủ tội Và cô gái tuyệt sắc xuất thân từ trong gia đình đại phú Hoa Kiều Gã giang hồ lãng tử Như đã nói ở các kỳ trước Lê Lam là con người khá đặc biệt đây là điều không gì riêng tôi phải gật đầu công nhận anh đặc biệt ở chỗ là người nổi trội trong bất cứ thân phận nào làm giang hồ được đàn em kính nể vào tù thì được quản giáo tuyên dương lê lam được mệnh danh là gã giang hồ thông minh biết kết hợp lời nói và những việc làm một cách linh hoạt để thu phục đối thủ lê lam nhận mình may mắn có khiếu ăn nói mà ít ai có được khi nói chuyện gã có thể khiến cho người đối diện say đứ đừ Trước đám đông anh có tội thuyết trình hàng giờ đồng hồ Làm hàng trăm ngàn người mê mật Tôi đã trực tiếp được nghe Thấy Lê Lam nói chuyện thuyết trình Về chủ đề Phật giáo hàng giờ đồng hồ Tại trung tâm giáo dục trẻ em hư Ở Bạc Liêu Bến Tre Để rồi phải xứng người thán phục Lối nói chuyện thuyết phục lòng người của Lê Lam Nhưng lại phải ngỡ ngàng Khi biết rằng Anh chưa một ngày được cắp sách đến trường Để ai cùng bạn bè đánh vần từng con chữ Tất cả đều được anh tự học trong tủ Như chính anh thổ lộ Mà thực ra Lê Lam không có thời gian để đi học Vì khi là đứa trẻ ở làng Lê Lam đã là đứa trẻ hư đốn vô thừa nhận Đến tuổi thiếu niên phải đi trại giáo dưỡng Sau trại giáo dưỡng là 22 năm Trưởng thành trong lao tù Và trại tin nạn ở trong nước và ngoại quốc Thời trong tù Tôi đọc bất cứ cuốn sách nào vớ được Của những người trung phòng Ngã chỉ cần xem qua một lần là có thể nhớ mãi hết cả từng câu từng chữ rành giọt kể lại đến chi tiết cho những bạn tù nghe. Những năm tháng giang hồ, gã tự xây dựng cho mình vốn tri thức thượng và ngạ cám, biết vận dụng linh hoạt trong từng hoàn cảnh cụ thể. Kẻ xảy chân ra tội thì nhiều, nhưng một kẻ đâm chém, tri thức như Lê Lam là một nhân vật hiếm thấy trong dưới giang hồ. Tất cả những điều đó làm nên một Lê Lam riêng biệt chẳng lẫn vào ai một gã giang hồ vừa lấy sống lãng tử nhiều người mến mộ trong đó có những cô gái lê lam có rất nhiều người đàn bà đi qua trong cuộc đời nhưng có một cuộc tình cho đến bây giờ khi đã rũ sạch kiên giang hồ nhưng trái tim lê lam chưa một lần thôi nhịp thổn thức đó là một cuộc tình giang dở của kẻ mang thân tủ tội là lê lam và cô tiểu thư người hoa kiều con của một đại phú làm nghề kinh doanh thuốc bắc Giai đoạn Lê Lam bảo kê hơn 300 gái mại dâm ở ngã Ba Lò Heo Long Khánh Đồng Nai ngày nay. Mối tình 24 năm giang giờ. Gái giang hồ lãng tử Lê Lam quen với chính phục trái tim tiểu thư người Hoa Kiều Thị Liên khiến ngay chính bản thân gã cũng không tin đó là sự thật. Bởi hai người hai thái cực hoàn toàn đối ngược nhau. Khác từ tân phận đến địa vị có lẽ thế nên sau 7 năm ra giết thẻ non hẹn biển Cuối cùng chuyện tình kết thúc dở ra Trong điểm thương nhớ kẻ chờ đợi người ra đi Như được biết sau khi rời Đà Nẵng xuôi và Nam gây dựng địa bàn Chỉ một thời gian sau đó gã đã đứng lên bảo kê 300 cái mại dâm Ngay tại khu vực ngã Ba Lò Heo gần chợ Long Khánh Cũ, Đồng Nai Tại chợ Long Khánh ngày đó Có một gia đình đại phú người Hoa Kiều Làm nghề bốc thuốc bắc nổi tiếng khắp vùng Gia đình này có một cô con gái chạc tuổi đôi mươi xinh đẹp hiền từ và hay mơ mộng. Cứ chiều chiều cô gái đi dạo ở đường, còn đám giang hồ tụ họp bên đường, say xưa nghe Lê Lam kể chuyện trong cuốn, những bức thư tình hay nhất thế giới. Gã đại ca lãng tử dáng vẻ thư sinh, tóc đẻ ngang vai trông hao hao như nghệ sĩ. Những câu chuyện tình của các nhân vật nổi tiếng thế giới được nghệ sĩ Lê Lam diễn đạt bằng chất giọng ngọt ngào và sâu lắng của sư Huế như thuốc cây mê mẩn lòng người lời làm đang say sưa kể thì chợt ngưng lại ngã ngước lên khiến cô gái giật mình đỏ mặt e thẹn rồi nhanh chóng quay đi điều này làm gã giang hồ không khỏi bối rối ánh mắt ngây thơ trong trắng của cô gái như găm vào trái tim đa tình của kẻ lãng tử cả hai không biết rằng họ đã thầm yêu trộm nhớ ngay từ ánh nhìn đầu tiên đêm đó cả hai hẹn gặp nhau cô gái cất lời anh biết không em thực sự thương anh sau khi nghe anh kể chuyện tình yêu đến với gã giang hồ như một giấc mơ cô gái không biết rằng chàng trai có giọng huế ngọt ngào ấy lại là một đại ca khét tiếng đang bị công an truy nã không còn cách nào khác chàng trai cũng đành giấu nhẹm thân phận tù tội của mình để sống cho những ngày tháng hạnh phúc không cần biết ngày mai một tình yêu chẳng có ranh giới của người chính kẻ tà người giàu kẻ nghèo cả hai cùng hẹn thề ngày kết duyên để đi đến bến bờ hạnh phúc Thế rồi thời gian trôi đi công an truy quét gã giang hồ dạt xuống biến phà Mỹ Thuận Cần Thơ làm ăn. Cả hai vẫn duy trì tình yêu qua những cánh thư hay những lần lần lút về thăm. Không bao lâu sau đó Lê Lam tiếp tục ngược về Bình Thuận. Nhưng chỉ một thời gian ngắn ý đã xa vào còng trong một vụ trộm tại trại giam Huy Khiêm, Đức Linh, Thuận Hải Cũ. Đàn em báo về nhận được tin người yêu đi tù. Kiều thì Liên mới ngã ngừa khi biết người yêu mình là kẻ bảo tù ra tội. Không như thế, đó là một kẻ vô gia cư không gia đình nhà cửa hay anh em thân thích. Cú sốc đó khiến cô gái không khỏi đau khổ. Thế nhưng trái tim nó chót trao thì nguyện không xa rời. Giấu gia đình tuần nào tháng ấy, Kiều Thị Liên đều vượt đường xa từ Long Khánh ra trại giam huy khiêm thăm người yêu. Thấy thân phận tủ tục của mình, nhiều lần Lê Lam cố lạnh nhạt để cô gái đi tìm ai đó tốt đẹp hơn. Có thể mang lại hạnh phúc cho cô Vậy nhưng Kiều Thị Liên trước sau như một đèo đáp Trước đây em hoàn toàn không biết anh là một giang hồ Nhưng giờ sự việc cũng đã rồi Dù sao đến nữa em cũng chỉ yêu và chờ đợi ngày anh trở về Những chuyến thăm nom Người ngoài song sắt Kẻ trong tù luôn chan đầy nước mắt Khiến cán bộ quản giáo ai ai cũng cảm động Thế rồi hạn tù đã hết Ba năm trôi qua trong nỗi mong ngóng Người nhớ kẻ thương Để la mãn hạn tù nhưng họ lại không gặp nhau được ngày đoàn tụ Vì quá nhớ nhà Để làm quyết định về quê sau đó Và gặp lại người yêu Một sự trùng lập lạ lùng Đã tạo nên một cảnh biệt ly cảm động Đầy tính phim ảnh ngay tại sân ga tàu Một sáng đầu năm 1988 Trời quang đãng Lê Lam gói ghém quần áo Cầm giấy ra tù Lên tàu trở về quê Đoàn tàu ủng ục tiến vào ga sông Lũy Thuận Hải Chàng trai ngồi ngay cánh cửa toa tàu Mông lung hồi hộp sau 3 năm được tự do Đang bù bơ dòm ra cửa toa tàu Đột nhiên dưới sân ga Một cô gái khuôn mặt xinh chắn chạy ra vẫy theo gọi Anh Đức, anh Đức Lê Lam ngày đó lấy tên là Đức Lê Lam bỗng giật mình thột dậy Cánh tay đang viên vào cửa lao ra ngoài Thế nhưng chợt khưng lại Trước tiên mình sẽ về quê thăm mẹ già đá Và sẽ vào tìm em sau Lê Lam chợt nghĩ Anh vội cất tiếng Liên hãy đợi anh nhé Hình sẽ sớm vào tìm em. Chỉ trong mấy giây đồng hồ tàu trưởng qua ga, kẻ dưới chạy theo người trên vẫy tay hẹn ngày tái ngộ. Giọng của cái yêu ớt chìm dần theo tiếng sình xỉ của toa tàu. Thế nhưng với một gã giang hồ trọng trời của anh nước, không có gì có thể nói trước. Chỉ không lâu sau ngày trở về vào Tết đoan ngọ ngày 5 tháng 5 năm 1988, Lê Lam cùng 16 người lên thuyền đánh cá hướng mặt trời mọc vượt biển, mang theo căn vọng làm giang hồ đất ngoại. Chuyện tình 7 năm giữa kẻ tù tội và cô gái người Hoa chính thức kết thúc trong giang dở. Sau này khi hòa lương, Lê Lam quay lại trốn cũ tìm. Nhưng ngoài cái tên Kiều Thị Liên thì không còn dấu biết gì. Tiệm thuốc bác xưa nổi tiếng của gia đình Hoa Kiều không còn nữa. Cố nhân cũng đâu xa vắng. Lê Lam đã sững người hụt hẫng thương nhớ khôn nguồi. Lê Lam tâm sự về cuộc tình của mình. Đó là một cuộc tình đẹp. Cô ấy đã làm cho trái tim của tôi thổn thức đến tận bây giờ. Người ta nói đời giang hồ không có tình yêu chân chính Nhưng chưa hẳn Giang hồ cũng có trái tim Cũng khao khát được hạnh phúc yêu đương Chỉ có điều có thể ngày đó vì sợ ba mẹ phản đối Cô ấy cũng đã giấu giếm gia đình Gia đình không hề hay biết Cũng như tôi đã giấu cô ấy thân phận giang hồ Cho đến lúc vào tù rồi vỡ chuyện 24 năm trôi qua Bao vật đổi sao rời Tôi đã quay đầu hướng thiện Có một gia đình hạnh phúc vợ hiền con ngoan như thế là một kết cục có hậu cho một kẻ giang hồ tội lỗi vì yêu tôi cô ấy phải khổ và thiệt thòi rất nhiều không biết cô ấy đã lấy chồng hay vẫn còn giữ lời thề chờ đợi dù sao tôi cũng muốn gặp lại người con gái ấy một lần để được nói một câu hãy tha tứ cho anh còn tôi phần vĩ thanh của câu chuyện tình dở dang đẫm lệ này cũng chỉ mong họ một lần gặp lại nhau có lẽ đó mới là điều viên mãn cho một kiếp đại ca giang hồ trả lại hết cho đời những gì đã lấy